Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh về cô gái này nhá. Mình sẽ tô tóc của cô gái màu nâu. Kính mắt mình sẽ tô màu xanh là cây. Tiếp theo mình sẽ tô máy ảnh màu hồng. Áo mình sẽ tô màu cam. Quần mình sẽ tô màu xanh đậm. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.